Nhờ đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu và chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch nên lượng du khách đến Hà Giang trong quý 1 năm 2023 đạt 706.000 lượt, tăng trên 36% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, khách quốc tế là trên 50.000 lượt, khách nội địa gần 650.000 lượt, tổng doanh thu du lịch đạt gần 1.660 tỷ đồng. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, ngành du lịch tỉnh đã chủ động đôn đốc hướng dẫn các đơn vị quản lý khu điểm du lịch và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường tập trung đầu tư tu bổ nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị và chuẩn bị nhân lực phục vụ khách du lịch đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về tiềm năng thế mạnh các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh cũng như của doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về ứng xử văn hóa văn minh với du khách đảm bảo hình ảnh du lịch hà giang là điểm đến an toàn thân thiện với du khách trong và ngoài nước tới đây tỉnh hà giang sẽ tổ chức các sự kiện như lễ hội ẩm thực ba miền Festival Khèn Mông tỉnh Hà Giang năm 2023 gắn với lễ đón nhận danh hiệu di sản công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao Nguyên Đán Đồng Văn lần thứ ba. Các sự kiện này dự kiến sẽ tiếp tục thu tụ hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến với Hà Giang.